tính từ cái nền cũng rõ kia quanh trở về đây, vòng về cái khối 74 phường Bưởi này là cái nghĩa trang của cái làng Võng Thị ngày xưa. Cái khu nghĩa trang này nó rộng chừng khoảng độ 3 hecta, là cái nghĩa trang của địa phương này, của cái vùng phường Bưởi này, là người ta chôn cất ở đây. Nhưng mà qua quá trình nhiều năm, nó dần nước sóng Hồ Tây qua các trận bão nó tan hết tất cả đi, còn lại trơ lại còn các cái nền móng của các cái mả xây ở dưới này thì vẫn còn. Thế thì cái việc đó thì là bây giờ phải xuống, ví dụ từ cái chỗ cái mộ mà tôi sắp sửa chỉ cho các vị ra đến nơi sờ thấy này, cái mộ này sau cái mỏ ốc này, ngay đây, ngay cái chỗ này. Làm sao để biết được ạ? Tại vì chúng tôi thường xuyên chúng tôi đi nặn nội dưới này. Đây, ông cứ chọc đến cái chỗ này là có cái mộ. Chỗ này còn sâu hết. Đi dần vào chỗ kia rồi đến. Đây. Dưới đây có gì đấy ạ? Đây, dưới này có cái mộ đây này. Đây, chỗ này nông không này. Đây. Đấy, cái mộ dưới này này. Kích thế này. Có cái mộ xây nữa nó ở gần đây này. Thế là vòng huyết về đây là cái khu nghĩa trang rậm rạp mà ngày xưa là sâm cầm nó về nó cư trú ở cái vùng này rất nhiều. Sâm cầm này, vịt trời này, le le các thứ này, cái cỏ nó ở cái nghĩa trang này nhiều lắm. Còn nhiều hơn cái nghĩa trang nghĩa tạm kìa. Sự thực thì có 3-4 cái nghĩa địa đấy thì nó vẫn còn tồn tại các cái hiện các cái mồ mả dưới đáy nó vẫn còn. Các cái nghĩa trang bị dân người ta khai thác đào các cái mộ mà có gỗ tốt mang về xẻ đóng giường đóng tủ đóng bàn ghế, còn tiểu sành mang về kè cạp ở trước cửa nhà mình ở bên ven hồ ấy, để lấy cái nó không có sóng đánh vỡ hết, sóng đánh cả một cái nghĩa trang vỡ hết nên làm gì còn cái gì đâu.